Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Và ở trên tay mình đang cầm là sản phẩm Xiaomi Mi 8 Lite. Thế nhưng nó sẽ không phải là một phiên bản sách tay, mà đây sẽ là phiên bản chính thức sắp được bán tại thị trường Việt Nam của chúng ta. Các bạn có thể thấy rằng là ở bên trong phần giao diện cài đặt cũng như là bên trong bên ngoài như thế này thì chúng ta đã có ngôn ngữ hoàn toàn là tiếng Việt, không có một tí nào tiếng Anh cả. Và cái phiên bản này nó cũng là phiên bản MIUI 10 Global chứ không phải là một phiên bản của Trung Quốc rồi mốt lại tiếng Việt. Thế nên là chúng ta sắp có những chiếc máy rất là ngon rồi. Và đầu tiên là về thiết kế của chiếc máy này thì các bạn có thể thấy rằng là chúng ta sẽ có một thiết kế gì đó mang hơi hướng của chiếc Xiaomi Mi 8 SE. Nó sẽ khá là vuông vắn, cũng như là chúng ta sẽ có thiết kế khung hình kim loại và hai mặt kính nó sẽ không bo cong như những chiếc Mi 8 mà các bạn đang thấy. Ở trên đây thì chúng ta sẽ có cụm camera được đặt nằm ngang và chúng ta sẽ có camera chính sử dụng chung cảm biến với chiếc Xiaomi Mi 8. Mình nghe anh Chim Điên bên Xiaomi chia sẻ lại là như vậy. Và camera phụ chúng ta sẽ có độ phân giải là 5 megapixel, hỗ trợ những chế độ chụp hình xóa phông, và tất nhiên cụm camera này cũng sẽ hỗ trợ làm đẹp AI. Ở đây vẫn sẽ là đẹp flat LED và chúng ta có vị trí của cảm biến vân tay một chạm. Và nổi bật trên chiếc máy này thì bạn có thể thấy rằng chúng ta sẽ có một cái màu sắc chuyển gradient, nó chuyển dần từ màu đỏ sang màu vàng, và cái màu sắc này được Xiaomi gọi nó là vàng chạng vạng hay là loạn choạng gì đấy. Nói chung là mình không nhớ rõ lắm về cái màu này. Nói chung là Xiaomi đã có một cái gì đó chạy theo kịp thời đại để mang lại chúng ta những chiếc smartphone có màu sắc khác biệt so với những chiếc máy khác đang có mặt trên thị trường. Bên cạnh trái của chiếc máy chúng ta vẫn sẽ có vị trí của khay SIM, và tất nhiên chiếc máy đến từ Xiaomi chúng ta sẽ được hỗ trợ 2 SIM. Bên cạnh phải sẽ là phím tăng giảm âm lượng cũng như phím nguồn. Bên dưới ở đây chúng ta sẽ có lỗ loa cũng như là lỗ mic được đặt đối xứng thông qua cổng USB Type-C. Nhưng rất tiếc trên chiếc máy này thì chúng ta cũng bị cắt bỏ đi cái jack cắm tai nghe 3.5mm. Thế nên rằng là khi mua các bạn sẽ phải giữ cẩn thận cái cổng truyền từ USB Type-C sang jack cắm tai nghe 3.5mm. Đến với cấu hình phần cứng của chiếc máy này thì ở đây mình đang có phiên bản chạy con chip Snapdragon 660. Chúng ta sẽ có 6GB, và ngoài ra thì tất nhiên trên chiếc máy Xiaomi Mi 8 Lite mình nghe đó thì có thể là cũng sẽ có những phiên bản 4GB để cho các bạn có thể dễ dàng lựa chọn hơn trong cái phân khúc giá từ 5 triệu cho tới 7 triệu. Và cái phân khúc giá này thì mình đánh giá với cái chiếc Xiaomi Mi 8 Lite nó cũng đã khá là dễ để tiếp cận tại thị trường Việt Nam của chúng ta rồi. Nó sẽ không quá là đắt cũng không quá là rẻ, và nói chung là nó hợp lý. Chúng ta sẽ đi đến một cái đó là camera trên chiếc máy này. Thì điểm nhấn nổi bật trên camera của chiếc máy đó đến từ cái camera selfie, khi mà đây là chiếc máy đầu tiên của Xiaomi được trang bị camera selfie lên đến là 24 megapixel. Chúng ta vẫn sẽ được hỗ trợ các chế độ làm đẹp AI, và bên trong đây các bạn có thể thấy rằng chúng ta sẽ có thêm một cái phần làm đẹp, và nó cũng được nâng cấp lên những cái hiệu ứng làm đẹp mới cũng như những cái tool làm đẹp mới. Nó khác biệt hoàn toàn so với chiếc Xiaomi Mi 8 đang có, và đây sẽ là những cái điểm nhấn giúp cho những bạn trẻ yêu thích selfie trên những chiếc máy tầm trung có thể lựa chọn. Hay là ở ngoài đây chúng ta cũng sẽ có một cái màn hình với thiết kế tay thỏ, kích thước sẽ có là 6.2 inch cùng độ phân giải là Full HD cộng. Cái tấm nền trên chiếc máy này chúng ta sẽ chỉ có là LCD mà thôi, chứ không phải tấm nền OLED như trên những chiếc Mi 8 như Mi 8 SE hay là Mi 8 UD, Mi 8 Pro hay gì đó. Nói chung là chiếc máy này sẽ bị cắt giảm về phần màn hình khi mà nó chỉ được trang bị tấm nền nó là LCD mà thôi. Nhưng tuy rằng là chỉ được trang bị màn hình LCD, chúng ta vẫn sẽ có góc nhìn rộng cũng như là độ sáng khá là cao, hiển thị tốt khi ra ngoài trời. Ngoài ra trên cái màn hình chiếc máy này chúng ta cũng sẽ tắt được đi ba thanh điều hướng để mang lại những cái khả năng đó là thao tác thông minh. Chúng ta sẽ kéo lên này, hay là kéo lên để mở đa nhiệm, hay chúng ta có thể là kéo qua kéo lại. Và tất nhiên khi mà chiếc máy này đã được sử dụng cái MIUI 10 thì chúng ta cũng sẽ có thể chuyển qua những ứng dụng đa nhiệm rất là dễ dàng bằng việc kéo và giữ, kéo và giữ, đúng không? Có một điểm khá là đáng tiếc đó là trên chiếc Xiaomi Mi 8 Lite này cũng bị cắt giảm luôn, đó là cái cảm biến hồng ngoại ở phía bên trên này để có thể là giúp cho chúng ta mở khóa khuôn mặt trong buổi tối cũng như điều kiện thiếu sáng là dễ hơn. Nhưng trên chiếc Mi 8 Lite này chúng ta hoàn toàn không có hồng ngoại. Thế nên rằng là về việc mở khóa gương mặt trên chiếc Xiaomi Mi 8 Lite này nó sẽ có đôi chút phần nào đó gặp khó khăn so với những chiếc Mi 8 phiên bản thông thường. Nhưng mà thôi, nói chung là chúng ta đã có một cái mức giá rẻ rồi nên chúng ta cũng sẽ không thể yêu cầu quá nhiều trên một chiếc Xiaomi Mi 8 Lite như thế này. Và trên đó là những chia sẻ của mình về chiếc Xiaomi Mi 8 Lite, một chiếc điện thoại tầm trung giá rẻ của Xiaomi chuẩn bị bán tại thị trường Việt Nam của chúng ta sắp tới. Nói chung là trên chiếc máy này thì nó có khá là nhiều điểm nhấn nổi bật, từ thiết kế, từ cái camera trước cho tới cái cụm camera sau, và đến mức giá của nó cũng sẽ chỉ nằm trong mức giá khoảng tầm từ 5 cho tới 7 triệu mà thôi. Và mình đánh giá đây là một chiếc máy khá là đáng quan tâm trong thời gian sắp tới. Và các bạn cảm thấy video đừng quên để lại một like, share và bấm vào subscribe kênh YouTube của tạp chí Nghe Nhìn Việt Nam. Xin kính chào, hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.